Xin chào các bạn ạ, đây là video hướng dẫn cách tự tạo bộ hình nền động với Wallpaper Engine. Sẽ thật thú vị khi giờ đây bạn sẽ không cần phải tải bộ hình nền của người khác nữa, mà chỉ bằng đoạn video hoặc hình ảnh có sẵn của riêng mình, các bạn đã có thể cài đặt và biến nó thành bộ hình nền độc đáo với phong cách yêu thích của riêng bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tạo bộ ảnh nền động với Wallpaper Engine. À, nếu mà bạn nào chưa có Wallpaper Engine thì bạn hãy xem lại video hướng dẫn này nhé. Đó là video mình chia sẻ cách tải và cài đặt Wallpaper miễn phí. Vì là miễn phí nên nó là một phiên bản cũ, nhưng mà vẫn có hầu hết những tính năng cần thiết để bạn có thể tùy chỉnh hình nền cho máy tính. Còn thực chất Wallpaper Engine là một phần mềm tùy chỉnh màn hình desktop với nhiều tính năng mạnh mẽ và được rất nhiều người yêu thích. Phần mềm này được bán trên Steam với giá 70.000. Nếu bạn nào có tài khoản Steam thì nên mua để sở hữu phiên bản mới nhất và được tham gia Wallpaper Workshop cùng với một cộng đồng sáng tạo hình nền vô cùng đông đảo nhé. Ok, không để các bạn tốn thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ đi vào cách tạo bộ hình nền với Wallpaper Engine. Bây giờ các bạn mở giao diện của phần mềm lên, sẽ thấy một mục là trình tạo hình nền. Mình sẽ tắt tạm cái hình nền này để cho các bạn xem hướng dẫn dễ hình dung hơn về các thao tác nhé. Ở đây mình đã chuẩn bị một đoạn video và một bức ảnh tĩnh. Với đoạn video thì chúng ta sẽ có được một bộ hình nền như thế này. Còn với bức ảnh tĩnh, chúng ta cũng sẽ tạo ra được một bộ ảnh động. Sau khi thêm các hiệu ứng từ Wallpaper thì nó sẽ như thế này. Tiếp tục, để dễ theo dõi các thao tác mình thực hiện thì các bạn chỉnh lại ngôn ngữ của phần mềm sang tiếng Việt, các bạn vào phần setting. Sau đó chuyển sang mục General, trong này sẽ có phần điều chỉnh ngôn ngữ, bạn bấm vào đó rồi tìm chọn tiếng Việt. Các bạn cũng lưu ý ở chỗ này, có nhiều bạn hỏi là làm thế nào để hình nền luôn chạy, vì khi tắt máy tính đi thì lúc bật lên không thấy hình nền đâu nữa. Ở đây trong phần cài đặt General có một mục là Automatic Startup. Nếu bạn muốn khi bật máy tính lên vẫn còn hình nền thì tích chuột vào ô khởi động cùng là được. Sau khi cài đặt xong, các bạn nhìn xuống góc dưới bên trái có cái nút tên là trình tạo hình nền. Bạn bấm vào đó, rồi bấm tiếp vào mục Create Wallpaper. Bây giờ bạn tìm đến video muốn cài làm hình nền, rồi open nó. Trong phần Project Name, bạn có thể đặt tên cho bộ hình nền và nhấn vào nút OK. Khi hình nền hiện ra, các bạn có thể xem trước nó ở đây. Và đến bước này thì gần xong, bạn chỉ còn một bước nữa. Đó là vào menu Sửa và chọn vào Thay đổi thiết lập của dự án. Bạn bấm tiếp vào mục Take Snapshot để chụp ảnh đại diện cho bộ hình nền này nữa là xong. Tạo được vùng chọn ảnh đại diện rồi, các bạn nhấn Enter để chụp lại và nhấn vào nút OK để lưu ảnh đại diện. Công đoạn tạo bộ hình nền từ video đã xong, bạn vào menu tập tin, nhấn lưu để hoàn thành bộ hình nền động. Bây giờ các bạn có thể tắt trình tạo hình nền và sử dụng nó để làm hình nền cho máy tính. Trong phần tùy chỉnh này, các bạn có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng của hình nền, hoặc bạn cũng có thể tích vào Show Color Option để điều chỉnh các thông số khác như độ sáng brightness, độ tương phản contrast. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm hình nền động từ một bức ảnh tĩnh. Để bắt đầu, các bạn cũng ấn vào trình tạo hình nền. Khi giao diện khởi tạo hiện lên, bạn chọn vào User Template. Phần này sẽ hơi khác so với cách tạo bộ hình nền từ video, nên các bạn chú ý để tránh bị nhầm lẫn thao tác nhé. Các bạn nhập tên cho bộ hình nền vào phần Project Name, sau đó bạn chọn mẫu 2D Scene. Trong phần Resolution, nó là độ phân giải màn hình. Các bạn có thể tùy chỉnh nó theo màn hình máy tính của các bạn. Như ở đây mình sẽ để 1920 và 1080. Bây giờ các bạn sẽ thêm một bức ảnh tĩnh vào bằng cách bấm vào nút Add Asset, sau đó chọn Image Layer. Rồi bạn tìm đến bức ảnh muốn chỉnh sửa làm hình nền động, nhấn Open và nhấn tiếp vào OK để bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh. Phần mềm Wallpaper có hỗ trợ chúng ta rất nhiều hiệu ứng để có thể biến một bức ảnh tĩnh thành ảnh động. Các bạn bấm vào nút Add trong mục Effect, nó sẽ hiện lên một loạt danh sách các hiệu ứng. Tại đây, chúng ta có thể bấm vào từng dòng tên để xem trước hiệu ứng. Nếu bạn thấy hiệu ứng nào phù hợp thì bấm OK chọn hiệu ứng đó. Ví dụ như với bức ảnh này của mình muốn có sự chuyển động đung đưa của lá cây, nên sẽ lựa chọn hiệu ứng For Laser Way. Theo mặc định thì hiệu ứng nó sẽ tác động lên toàn bộ bức ảnh. Để điều chỉnh chọn lọc những vùng mà bạn muốn hiệu ứng tác động lên, thì bạn bấm vào nút Pen, sau đó bạn tô vào vùng mà bạn muốn hiệu ứng tác động. Nếu bạn nào mà biết dùng Photoshop thì sẽ thấy thao tác này khá giống với mặt nạ lớp trên phần mềm đó.
nhưng trên wallpaper dễ thực hiện hơn. Các hiệu ứng khác cơ chế hoạt động cũng tương tự như thế, các bạn cứ lần lượt thử nghiệm dần. Trong giới hạn video, mình không nêu hết lên được vì sẽ làm video bị dài, nên mình sẽ lướt nhanh qua những phần tô vẽ và mình chỉ đề cập đến những nội dung chính để các bạn xem nắm được các bước làm nhé. Các bạn chú ý, để thêm những hiệu ứng bổ sung thì các bạn nhấn vào Add Asset. Những hiệu ứng này không biến đổi trực tiếp lên hình ảnh nền, nhưng nó sẽ bổ sung làm cho hình nền trở nên sinh động hơn. Ví dụ như mình chọn hiệu ứng Particle Editor, hiệu ứng này tạo ra những hình tròn phát sáng, rất giống với những con đom đóm trong các bộ truyện fantasy. Với bức ảnh này, mình nghĩ thêm đom đóm vào là rất phù hợp. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh vị trí của Particle bằng cách đưa chuột vào vùng tọa độ màu vàng và kéo Particle di chuyển. Ngoài ra, còn có lựa chọn xoay nếu bạn muốn, có thể để chuột vào đường tròn trên tọa độ và xoay. Các bạn cũng có thể tùy chỉnh thêm cho Particle đã chọn bằng cách thay đổi những thông số ở bên phải. Ví dụ Particle đom đóm này, mình sẽ giảm tốc độ di chuyển của đom đóm, giảm số lượng và kích thước. Mình cũng thay đổi cả màu sắc đom đóm để phù hợp với hình nền. Nhìn chung có rất nhiều tùy chỉnh để các bạn sáng tạo thêm cho bộ hình nền. Sau khi chỉnh sửa xong, bạn chụp lại một bức ảnh đại diện cho bộ hình nền. Các thao tác ở bước này cũng giống như lúc lưu bộ hình nền từ video vừa nãy. Như vậy là chúng ta đã tạo xong bộ hình nền động từ một tấm ảnh tĩnh. Các bạn có thể cài đặt bộ ảnh vừa chỉnh sửa để làm hình nền được rồi đấy. Những bộ ảnh nền động được làm từ ảnh tĩnh cũng có thể thêm âm thanh vào được nhé các bạn. Nếu bạn nào muốn thêm nhạc thì có thể quay lại trình tạo hình nền, vào Add Asset và tìm chọn sound, sau đó tìm đến âm thanh hoặc bài hát yêu thích để thêm vào hình nền. Với những bạn đang dùng bản wallpaper trên Steam, các bạn có thể chia sẻ bộ hình nền đã tạo lên thư viện wallpaper. Để chia sẻ bộ hình nền các bạn vào menu Workshop, bấm vào Share Wallpaper on Workshop, sau đó nhấn vào nút Publish. Nếu bộ hình nền của các bạn không chứa những nội dung nhạy cảm, thì các bạn chọn vào Everyone và đợi để bộ hình nền được tải lên Steam. Sau khi tải lên thành công, các bạn sẽ có được một đường link để truy cập vào hình nền đó. Nếu bạn nào đã sở hữu wallpaper trên Steam, thì chỉ cần nhấn vào nút đăng ký là sẽ tải được về trực tiếp. Còn bạn nào đang sử dụng bản wallpaper không chính thức, tức là các phiên bản được chia sẻ free trên mạng, thì các bạn cần phải copy cái địa chỉ của hình nền. Sau đó, các bạn vào các trang hỗ trợ download hình nền, ví dụ như Steam Workshop.download. Trang này tải khá nhanh, nhưng đôi lúc bị lỗi không tải được. Các bạn cũng có thể thử dùng trang download khác, chẳng hạn như Steam Workshop.download.io. Trang này tải chậm hơn một chút, nhưng dùng cũng tạm được. Nếu bạn nào mà chưa biết cách tải về và cài đặt bộ hình nền từ trên Wallpaper Workshop thì các bạn làm thêm một số bước tiếp theo này nhé. Sau khi download bộ hình nền về thành công, bạn cần giải nén nó ra, rồi bạn copy thư mục vừa giải nén, đưa nó vào thư mục cài đặt hình nền của Wallpaper. Để mở thư mục cài đặt hình nền, các bạn mở Wallpaper Engine lên, kích chuột phải vào một bộ hình nền bất kỳ và bấm chọn mở trong Explorer. Thư mục cài đặt hình nền tải về có tên là My Project. Các bạn quay về đó rồi paste bộ hình nền vừa tải về vào đây là được. Như vậy là xong, bộ hình nền vừa copy đã xuất hiện trong giao diện của Wallpaper. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tải về rất nhiều bộ hình nền khác với cách làm tương tự. Chẳng hạn như ở đây, mình có tổng hợp những bộ hình nền đẹp phong cách fantasy. Tất cả đều có link đi kèm và được để ở trong phần mô tả. Mỗi bộ ảnh mình đã đánh dấu số thứ tự ở bên dưới. Nếu bạn thích bộ ảnh nào, thì chỉ cần lấy link tương ứng của bộ đó, copy link bộ ảnh rồi vào Steam Workshop.download hoặc Steam Workshop.download.io để tải về và làm tương tự các bước như trên để cài làm hình nền. Có video hướng dẫn lưu wallpaper tự làm thành ảnh zip hoặc vi chưa a? Thực sự thì những bộ ảnh nền được làm từ ảnh tĩnh không thể lưu lại với định dạng file gif hoặc video được. Bên Wallpaper Engine cũng đã giải thích và họ cũng đưa ra gợi ý để những bạn có ý tưởng muốn lưu giữ lại bộ ảnh nền dưới dạng gif hoặc video, chẳng hạn
Các bạn có thể dùng những phần mềm ghi hình màn hình như Screen to Gip hoặc OBS Studio. OBS Studio là phần mềm ghi hình rất tốt, mà lại miễn phí nữa, nên rất đáng để dùng. Các bạn có thể tải OBS về từ trang chủ obsproject.com. Sau khi các bạn tải về thì cài đặt nó, rồi xem tiếp video. Mình sẽ hướng dẫn cách ghi màn hình nền bằng OBS. Bây giờ các bạn quay trở về Wallpaper Engine, sau đó cài đặt bộ hình nền mà bạn muốn ghi hình. Tiếp tục, các bạn kích chuột phải vào bộ hình nền đó, rồi bấm vào Play in Windows. Sau khi cửa sổ Wallpaper Pop-out hiện lên, các bạn bắt đầu mở OBS, bấm vào dấu cộng trong phần so sẹt, chọn Windows Capture. Trong hộp chọn Windows, bạn tìm đến cái tên Wallpaper Pop-out, chính là bộ ảnh mà chúng ta muốn ghi hình. Nếu các bạn nhìn thấy khung viền đỏ của màn hình cần ghi chưa khớp với khung hình chính của OBS thì bạn hãy điều chỉnh nó lại một chút để lúc xuất ra video không bị khoảng trống đen. Các bạn có thể kích chuột phải vào màn hình có viền đỏ, tìm đến Transform rồi bấm vào Fit to Screen. Nếu nó vẫn còn khoảng trống đen, các bạn mở lại Transform rồi chọn đến Stretch to Screen. Lựa chọn này sẽ tự bóp méo kích thước của ảnh nền để cho vừa với khung hình chính của OBS. Bây giờ, các bạn đã có thể nhấn vào Start Recording để bắt đầu ghi hình. Có một chú ý này cho những bạn mới dùng OBS lần đầu. Các bạn vào menu setting bấm vào mục video. Trong này là những cài đặt về kích thước cũng như độ phân giải của video sẽ ghi hình. Các bạn có thể điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu. Ví dụ như ở đây, mình để theo kích thước màn hình có độ phân giải HD là 1920x1080. Các bạn có thể chỉnh cả FPS nữa. FPS cao thì video xem sẽ mượt hơn, nhưng dung lượng sẽ nặng hơn. Bây giờ mình sẽ ghi hình để các bạn xem chất lượng video của OBS nhé. Khi bạn thấy nút Start Recording chuyển thành nút Stop Recording, tức là quá trình ghi hình đang bắt đầu. Trong lúc ghi hình, OBS sẽ thu cả âm thanh trên máy tính và âm thanh của mic thu âm. Nếu bạn nào không muốn lẫn âm thanh thu từ mic thì nhớ tắt nó đi nhé. Để tắt mic, bạn ấn vào hình cái loa, thấy nó chuyển sang màu đỏ là đang tắt. Để kết thúc ghi hình, bạn nhấn lại vào nút Stop Recording. Để lấy video đã ghi hình, các bạn vào menu File, chọn Show Recording, nó sẽ mở thư mục lưu file. Bây giờ mình sẽ mở video vừa được ghi lên. Video này có độ phân giải HD 1080, nhìn chung chất lượng ok. Và các bạn có thể dùng cách này để lưu bộ hình nền thành dạng video được. Có lẽ mình sẽ phải dừng video tại đây thôi. Video hướng dẫn thao tác mà dài quá sợ các bạn xem sẽ bị rối mất. Nếu các bạn thấy video hướng dẫn cách tạo hình nền động với phần mềm Wallpaper có ích, thì hãy tặng mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần nha. Cũng như để mình có động lực làm thêm những video dạng như thế này nữa nhé.